What? I just wanna be happy, happy tonight. Hello gang, hello, welcome back my channel, em Hero here. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình, em Hero đây. Yeah, em Hero đây. Mình vừa xem được một cái clip của Rocks, của Bad Bunny vào Bad Bunny Twitter. And anh ta cắt được cái video này của Rockstar. Và đây là cái video gọi là mình được biết thì đây là đánh 10 tiếng liên tục của Rockstar, tức là livestream liên tục nhưng mà không lên được. Nó giống kiểu thế này này. Nó không phải là đồ thị đi lên thành xin mà nó như này. Thực sự phải nói là quá đáng. Và nó cũng giống như cái kiểu của những năm ngoái, thực sự là phải nói là giống như kiểu cái sự ức chế khi đánh Crash Royale, nó ức chế kinh khủng. Đánh 10 tiếng liên tục mà như này. Để mình show cho các bạn xem. Đây là một minh chứng trong cái trong cái này của mình. Các bạn sẽ rất là thú vị khi xem hình ảnh này. Đây là cái iPad Air 2 của mình. Nào, để mình xem này. Đây là cái iPad Air 2 của mình và mình có show cho các bạn xem rồi. Và nó thể hiện sự ức chế của mình. Đây, các bạn nhìn thấy cái iPad Air này, nó cong tít như này. Ví dụ iPad như này, nó sẽ cong như này. Oh my. Đây, các bạn nhìn cái đường cong của con iPad này không? Thực sự phải nói là đó là cái sự ức chế của mình tác động lên cái iPad Air này, con iPad này. Và mình còn một cái đây, các bạn nhìn góc này sẽ thấy là cái iPad nó bị cong. Và đúng là mình cầm cái này ức chế, quá ức chế khi đánh lát rồi. Nhưng mà đây là game thôi, đây chỉ là game giải trí thì các bạn nên chỉ giải trí thôi. Rất nhiều các player thì họ đã comment là revision every player after choosing a lot. Cái này dịch xích 12 giờ trong một đồng độ mà bị mắc kẹt ở cùng một cột mốc, tức là đánh ladder trong 12 tiếng liên tục nhưng mà vẫn chỉ có một mốc, không có thay, không có lên xuống, cứ lên xuống này, không có lên mà chỉ có xuống này. Sự rất ức chế. Ức chế. Tuy nhiên là mình sẽ có một cách cho các bạn, đó là mỗi khi các bạn ức chế, các bạn sẽ nhìn này. Yeah. Mỗi lần mà mình ức chế thì mình sẽ như này. Oh my god. Yeah, bad. What's that? Mỗi lần mà các bạn cảm thấy ức chế. Đây là cách chúng ta giải ức chế khi đánh Clash Royale mà không lên Clash Ladder, đặc biệt là tới tuần cuối mùa. Ok guys, thank you for watching. See you and Zilak came down and Zilak. And good luck to the old guy on the top ladder. Thank you. Subscribe.